sẽ mời ra sân khấu hai nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay sẽ trở về với lâu đài tình ái để ra mắt ngày vui hôm nay. Xin được mời toàn thể quý vị hãy hướng ánh nhìn về cổng hoa hạnh phúc và hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn thật dài để mời chào ra sân khấu chú rể Cao Dương sẽ đi cùng với cô dâu Thảo Hiền. Mời một tràng vỗ tay chúc mừng. Đây. Kính thưa toàn thể các quý vị, các quý thân mến, Buôn Ma Thuột thì cao nguyên điện thoại, mà đến một lần thì nhớ mãi người ơi, cao nguyên lòng lòng đất trời, đến đây người ở, người ơi được về, là nơi sinh ra và lớn lên của chú rể Lê Cao Dương và cô dâu của chúng ta là một người con của miền sông nước. Vâng, cô đến từ Đồng Tháp thân thương. Đồng Tháp thì sông núi hữu tình, bên nước bên núi thì in hình bóng em. Chờ em đến lúc trăng lên, đến khi trăng rụt, anh quên cả lối về. Vâng, kính thưa quý vị, trai Đắk Lắk thì tình sâu nghĩa nặng, mà gái Đồng Tháp thì vẹn nghĩa tỷ chung. Quý vị dành thêm cho đôi gương một tràng vỗ tay, chúc mừng. Vâng, kính thưa đến với toàn thể các quý vị khách quý thân mến, hãy nhìn trên sân khấu này đây, đôi nương đẹp nhất trong ngày vui hôm nay. Và để đáp lại bằng tình cảm yêu thương, sự hiện diện của toàn thể quý vị đã sắp xếp thời gian vàng ngọc để về chứng kiến chúc mừng buổi lễ tân hôn. Giờ này xin được mời cô dâu và chú rể của chúng ta, hai bạn hãy nở một nụ cười thật rạng ngời và cùng cúi đầu chào quý vị, xin mời. Xin được cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Và kính thưa đến với toàn thể các quý vị khách quý thân mến, lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ thầy. Đứng sau bóng dáng của hai người đẹp nhất trong ngày vui hôm nay là những người làm cha làm mẹ. Chính vì vậy giờ này Minh Đức xin được mời lên sân khấu về phía quan viên hai họ, về phía gia đình họ nhà trai. Trân trọng được mời lên sân khấu ông Lê Văn Tâm và bà